Rồi xin chào anh em, hôm nay là mình sẽ giới thiệu lại cho anh em cái máy cắt rãnh tường mới vừa về đó, lần thứ hai. Thì cái máy là cái động cơ này là nó 5.700W, gắn được 5 lưỡi, lưỡi 125 là tối đa. Tốc độ là của cái máy này là 5.700 vòng một phút. Cái máy này nó đeo lưng nó nặng 5kg. Ngoài ra cái máy này nó có cái nút on off ở đây nè. Đó, khi mình xài nó có cái nút on off ở đây. Đó, thì có sợi dây mềm này, với lại cái cây này là cái cây ngắn nha. Cây này là cái cây 8 tấc. Nó có cái đường bơm nước lên lưỡi nè, 5 lưỡi đi theo. Ngoài cái cây 8 tấc này là nó còn có đưa thêm một cái cây nữa. Dài 1m35. Đây cái cây ở dưới là dài 1m35. Nó có một cái bơm nước. Đây cái bơm nước đây. Cái dây mềm á, bên trong này nè, cái dây sợi dây mềm này á, là bên chỗ nhà máy sản xuất á, nó sẽ đưa cho mình á, một cái dây ruột ở trong nữa, để tránh trường hợp nếu mà sợi dây này bên trong nó đứt á, thì mình có một cái sợi khác để mình thay. Đó, cái dây dây ruột mềm này nó giống như cái sợi dây mà trong mấy cái đo đồng hồ công tơ mét mình á, nhưng mà cái loại này nó to, dây này nó to. Anh em cứ xài đi, nếu mà nó có hư dây cái sợi dây này á thì cứ liên hệ với cửa hàng sẽ bán cho anh em thêm. Nếu nó đưa trong trong máy là có một sợi rồi, giờ đưa thêm một sợi dự phòng nữa, đó là hai sợi. Thì bây giờ khởi động sơ sơ cho anh em thấy cái máy này, mình bấm cái nút on off này đó. Lò xo nhúng nó cho phép quay 360 độ ở mọi tư thế để cho mình đứng ở tư thế cắt nó thoải mái. Thì cái này gắn cái cây ngắn thì mình dùng để mình cắt ở dưới thấp với lại cắt đường ngang. Đây là cái cây 8 tấc, còn nếu mà mình cắt chiều dài là mình là nối cái cây dài 1m35 này vô thì mình cắt máy nó sẽ có đầy đủ như vậy. Nó có hai bộ cây rồi để cho em xài. Nó có đưa cái ống nước dài 10m để cho mình nối vô cái máy bơm nước trong quá trình mình cắt cho nó khỏi có bụi. Rồi xin chào và cảm ơn cả anh em.